Anh Lê Quốc Văn là người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề lái xe. Trước kia, anh lái xe hợp đồng, sau đó chuyển sang lái xe giường nằm. Anh Văn luôn tự tin về khả năng cầm vô lăng của mình. Anh cho rằng khi đã có kinh nghiệm thì lái xe gì cũng như nhau. Thì so sánh giữa xe ghế với xe giường này thì nó vẫn là cái cơ bản của nó vẫn là cái khung của xe ghế thì nó không khác nhau. Thực ra thì đi đường dài này thì nếu mà là xe giường nằm này thì bà con cảm thấy nó thoải mái hơn. Thế còn lái xe thì có khác nhau, việc người lái xe có khác nhau như thế nào? Chung là cũng chẳng khác nhau cái gì là mấy. Với nhiều người, khái niệm xe giường nằm còn khá trừu tượng. Chúng ta thường bị nhầm lẫn giữa xe khách 2 tầng và xe giường nằm. Trên thực tế, xe khách 2 tầng là ô tô có hai mặt sàn, bố trí ghế riêng biệt. Xe giường nằm là xe khách 1 tầng được cải tạo thành 2 tầng ghế hoặc 2 tầng giường nằm. Việc cải tạo xe khách thông thường thành xe giường nằm là phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và đã được quy định cụ thể trong quy chuẩn 09 của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, xe khách giường nằm sau khi cải tạo thì khi vận hành cũng phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Khi chúng ta bố trí hành lý của hành khách và bố trí hành khách thì chúng ta phải lưu ý rằng sao cho cái phần trọng tâm của xe nó càng thấp càng tốt. Và thứ hai là thao tác của lái xe. Lái xe lái cái xe này thì ta mường tượng rằng xe của ta đã có một cái sự biến đổi nhất định so với cái xe nguyên thủy ban đầu. Xe khách thông thường trọng tâm của xe sẽ được dồn xuống dưới giúp giữ cân bằng cho xe. Xe giường nằm trọng tâm bị đẩy lên cao, đặc biệt là khi đi ở tốc độ cao hoặc đi vào đường vòng thì tính ổn định sẽ rất kém. Do đó cần tăng tải trọng của thùng xe và nâng cao tay nghề cho lái xe. Tuy nhiên, các nhà xe không hiểu vì vô tình hay cố ý mà vẫn làm ngơ. Thực ra là mình cất đồ đâu, cất đi xe đâu, mình cất tất cả trên cốp, xe giường nằm hay là xe ghế thì nó đều là cất ở cốp hết, nó không ảnh hưởng trên xe được. Lái xe phải đặc biệt chú ý đảm bảo cái an toàn. Và đa số cái việc này thì đều là do các cái công ty vận tải họ thực hiện. Và tôi nghĩ rằng là cái điều đó cũng phải được đề cập tới trong cái quy định mới sau này của Bộ Giao thông Vận tải. Chỉ tính trong trung tuần tháng 10 đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Ngày 15 tháng 10, một xe khách 2 tầng chạy tuyến Lai Châu, Hà Nội đã bị lật xe tại địa phận tỉnh Yên Bái, khiến 2 người chết và 5 người bị thương. Ngày 21 tháng 10, một vụ lật xe khách giường nằm trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Gia Lai khiến 38 hành khách phải bỏ dở chuyến đi. Gần đây nhất, ngày 25 tháng 10, xe khách giường nằm chở 47 người từ Hải Phòng lên lễ đền Bảo Hà đã bị mất phanh, lao xuống vực sâu, làm 7 người chết và 26 người bị thương. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có đến 90% tai nạn xe khách liên quan đến xe giường nằm. Tình trạng trên đang cảnh báo nghiêm khắc về nguy cơ bùng phát tai nạn nghiêm trọng do xe khách giường nằm gây ra. Các cơ quan chức năng cũng cần có sự nhìn nhận đúng đắn về loại phương tiện này để đưa ra những quy chuẩn phù hợp. Cái việc mà thiếu tôn trọng pháp luật thì nó vẫn tiềm ẩn trong cái ý thức của cái người lái xe. Cho nên là người ta vẫn lợi dụng những cái lúc mà không có cảnh sát tuần tra hoặc là những cái đêm thanh vắng là họ cũng cứ mát gà mát số họ chạy. Hiện nay thì cái xe giường nằm cũng đã được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới. Và cái điều kiện về địa hình của họ cũng và điều kiện về kết cấu hạ tầng của họ cũng không khác gì lắm so với chúng ta. Ở đây thì chúng ta phải khẳng định rằng là cái việc mà làm sao để những người điều khiển phương tiện tuân thủ, thực hiện đúng những quy định của pháp luật về tham gia giao thông an toàn. Khi đầu tư cho xe 2 tầng tốn kém, thì cải tạo xe khách thông thường thành xe giường nằm là nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu thiết kế, sản xuất và thử nghiệm cho đến việc kiểm soát tải trọng xe và đặc biệt là đào tạo đội ngũ lái xe để tránh những hậu quả đáng tiếc.